Tiếp theo sẽ là những con heo nước mặt bự. Anh chị các bạn yêu thích những dòng Ranchu size 2 ngón đầu xù. Những con này là dòng hai bớt trắng đỏ đó các bạn. Cái mặt nó thấy cưng lắm bạn. Anh chị các bạn thích những con màu đỏ, body rất là đẹp. Còn con này là trắng đỏ, dễ thương đó bạn. Anh chị các bạn mà có cái hồ kính á, hoặc là có cái chung nhỏ nhỏ để mình nuôi giống như hồ Nam Bộ thì anh chị bạn lựa chọn những con này. Anh chị các bạn đặt hàng thì có thể nhắn qua Zalo, hoặc là thích con nào thì có thể chụp màn hình gửi qua. Dòng hai bớt trắng đỏ, body rất là đẹp luôn các bạn. Những con Ranchu mặt bự size 2 ngón. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng đua hoa lan thì bên trại có size từ 1 ngón cho tới 2 ngón rưỡi. Trong đây thì đầy đủ tất cả các màu sắc. Anh chị các bạn yêu thích những con tròn tròn ú ú dễ thương của dòng Orinda Shorthair thì mình có thể chọn những con này size từ 1 ngón cho tới 2 ngón. Rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Anh chị các bạn thích màu nào thì có thể nhắn tin qua. Còn nếu mà anh chị các bạn thích những con lưng cao, những con này lưng cao hồi đầu clip, trong đầu clip thì mình quay lên những con đầu xù. Còn anh chị các bạn mà thích những con mà đường cong thì mình có thể chọn những con này. Cái lưng nó gù rất là đẹp. Mình thích đầu xù thì mình ghi đầu xù, còn mình thích lưng cong thì anh chị bạn ghi chữ lưng cong qua. Tiếp theo sẽ là dòng nhiều màu sắc của dòng Calico. Dòng Ranchu Calico size mini. Size này là size 1 ngón tay đó các bạn. Thường thường thì mình gửi cái bảng giá qua anh chị các bạn đọc trong bảng giá đầy đủ tất cả các loại Ranchu, binh bông hoặc là Orinda. Orinda thì có dòng Orinda sọt theo và dòng Orinda đua hoa lan. Trong bảng giá thì mình có để size 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón. Số 1 và chữ N nhiều khi anh chị các bạn không hiểu là size bằng 1 ngón tay hoặc là 2 ngón tay. Như vừa rồi thì là dòng Ranchu trắng đỏ size 2 ngón, còn cái này là 1 ngón tay. Rất là đẹp, nhiều màu các bạn. Anh chị bạn nuôi hồ kiến thì nhìn nó rất là đẹp luôn. Đối với một số dòng Ranchu thì anh chị các bạn có thể thả hồ kiến hoặc là mình thả top view đều đẹp như nhau. Thả hồ kiến thì mình sẽ nhìn ngang như thế này nè các bạn. Con nào cũng lưng cao. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng đuôi tini, những con đuôi ngắn thì có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại để mình có thể đặt hàng. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Anh chị các bạn mà nếu mà mình cần có giống thì có thể nhắn tin qua. Còn về thức ăn phụ kiện thì bên trại đều có đầy đủ. Hoặc là cần tư vấn về cách chăm sóc, cách dưỡng cá, hoặc là nếu mà cá có gặp vấn đề gì thì anh chị bạn có thể điện thoại qua, mình sẽ hướng dẫn để anh chị các bạn có thể nuôi một số dòng Ranchu này tốt hơn. Tiếp theo sẽ là một đàn của dòng Shorthair, dòng Orinda. Đầy đủ tất cả các màu sắc. Nếu anh chị các bạn cần nuôi trải nghiệm thì mình có thể chọn những dòng Orinda Shorthair nè. Body rất là đẹp luôn các bạn. Nhỏ nhỏ xinh xinh, size 1 ngón cho tới size 2 ngón. Sẽ là một số dòng Ranchu Calico. Anh chị các bạn thích size giống về cho sinh sản thì mình có thể nhắn tin qua để mình đặt hàng. Tiếp theo sẽ là những anh chàng cô nàng mặt bự dễ thương lắm các bạn. Anh chị các bạn yêu thích dòng Ranchu size 4 ngón. Những con này là về cho sinh sản là đẻ số lượng cá rất là nhiều. Mặt bự nanh to. Những con này về là nó đẻ một lần số lượng rất là nhiều luôn các bạn. Size 4 ngón. Anh chị các bạn thích dòng đơn sắc màu trắng hoặc là màu đỏ. Thích con nào thì anh chị các bạn có thể nhắn tin qua. Khi mà mình gửi cái bảng giá, trong bảng giá đều có đầy đủ các bạn. Tất cả những con này đều là cá chuẩn, không có tạp lỗi đâu các bạn. Chỉ có việc là đẹp thôi. Anh chị các bạn cần hàng sỉ thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại để mình có thể đặt hàng. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá sư tử thì bên trại có size từ 5-6 xăng cho tới size 35 xăng. Trong đây là size, hai con lớn là size 35 và size 30. Còn những con nhỏ sọt thì size 20.
Anh chị các bạn có thể vào trong kênh để mình xem tất cả những video về cá sư tử.